Làm sườn không? Ông chào khoái, ông chào khoái, ông chào vợ sườn sườn. Chị Hằng hôm nay có mời ông cháu đi ăn nho đen không? Có, được ăn nho đen của chị Hằng rồi. Thế là ăn cả hột nha ông cháu nhá. Ăn cả hột nho đen của chị Hằng luôn. Khoái đấy, thế chú quậy ngồi đấy mà vẫn cho ông cháu ăn nho đen à? Ui dồi, chú quậy ngồi đấy mà ăn trước mặt chú quậy luôn nho đen của chị Hằng luôn, sướng nhá. Khoái lắm. Ê, thôi ông cháu ngồi chơi tí các chị ăn rồi về nhá. So. Oh, no.